Mày thấy chuối mịn Takio TK 1500 có động cơ là 2,2 kW và tốc độ vòng quay là 2.900 vòng 1 phút. Máy được quấn 100% bằng dây đồng. Bây giờ tôi sẽ test thử máy băm cây chuối, bỏ voi và rau muống xem máy hoạt động hiệu quả như thế nào. Mời bà con cùng theo dõi. Vậy kính thưa bà con, đây là kết quả của cây chuối sau khi băm xong. Chúng tôi sẽ cho bà con thấy chất lượng của máy sau khi băm xong, miếng chuối sẽ được nhỏ mịn như thế này. Và đây là hoàn toàn chúng ta có thể làm thức ăn cho gà vịt ăn được. Bà con có thể thấy rất là nhỏ và mịn. Và hơn nữa là cây chuối sau khi chúng ta cắt xong thì nó, cái vết cắt rất là ngọt, nó không bị dập, không bị sơ. Thành ra là cái miếng chuối nó sẽ không bị chảy nước. Miếng ngỏ voi nó nhỏ mịn đến như thế này. Thì nếu mà bà con chăn nuôi dê hoặc là bò đều có thể trộn với hèm bia hoặc là phụ phẩm để cho gia súc ăn được. Đây là một cái nguyên liệu rất là giàu dinh dưỡng để chăn nuôi dê bò. Và thưa bà con, đây là rau mang lang và rau muống, một nguồn nguyên liệu rất là dồi dào trong tự nhiên ở thôn quê Việt Nam. Như vậy là chúng tôi vừa giới thiệu xong máy băm chuối mịn Takio TK 1500. Đây là một loại máy rất phù hợp cho việc chúng ta chăn nuôi gia súc gia cầm. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.